Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Sang Lê hạnh phúc đón tuổi 20 năm bên cạnh gia đình và bạn bè. Mới đây, người đẹp được yêu thích nhất của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, Sang Lê đã đón sinh nhật ở tuổi 20 năm tại một bãi biển ở Phú Yên. Theo chia sẻ của Sang Lê thì mọi công tác chuẩn bị và chọn địa điểm sinh nhật đều do một tay chị ruột cô Trà My thực hiện. Là em út trong một gia đình có 4 chị em gái nên Sang Lê rất được cưng chiều, cô thường được các chị em gái chăm sóc và nhường nhịn. Cô chia sẻ như sau, chị My và Sang được thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ nên ngoại hình có phần nổi trội hơn hai chị còn lại. Tuy nhiên chị My lại không thích các cuộc thi nhan sắc mà mê kinh doanh hơn. Hiện chị đang làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và thời trang tại Phú Yên, Sang Lê chia sẻ. Và nếu như Sang Lê đã kết hôn với đại gia từ năm 23 tuổi thì chị gái Trà My vẫn đang độc thân ở tuổi 32. Chia sẻ với kế hoạch ở tuổi mới, Sang Lê cho biết cô sẽ sinh thêm em bé và đồng hành trong kinh doanh cùng với chồng. Một số hình ảnh trong tiệc sinh nhật 20 năm tuổi của Sang Lê. Sang Lê đón sinh nhật ở tuổi 25 ở bãi biển Phú Yên và được chị gái trang trí không gian hết sức lãng mạn và đẹp mắt. Con gái đầu lòng tặng mẹ Sang Lê nụ hôn nhân dịp tuổi mới. Mặc dù đã là mẹ một con nhưng Sang Lê vẫn sở hữu vóc dáng rất gợi cảm. Sang Lê và chị ruột Trà My đều sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm. Sang Lê không giấu được sự hạnh phúc khi đón sinh nhật bên bố mẹ và các chị gái của mình. Bà bầu Tuyết Nhung, người đồng hành với Sang Lê tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 cũng tới chúc mừng cô. Sang Lê và nhà thiết kế Năm Năm với nhà thiết kế Nhật Dũng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.